Rồi, Tuấn Cương mến chào toàn thể quý cô chú, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp của Tuấn Cương đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của Tuấn Cương trên Zalo, Facebook, Fanpage và đặc biệt trên kênh YouTube Xe Máy Tuấn Cương quý vị anh chị em nhé. Rồi và hôm nay Tuấn Cương lên một cái buổi live tối ngày hôm nay là rất là nhiều xe và rất nhiều những sản phẩm về cho quý vị anh chị em. Và toàn bộ những cái sản phẩm đều được giảm giá trong cái buổi live ngày hôm nay. Quý vị anh chị em hãy theo dõi hết buổi live này. Và có nhu cầu về con nào thì comment cho Tuấn Cương, để lại số điện thoại bên dưới. Tuấn Cương sẽ có một đội ngũ cộng tác viên liên hệ và gửi chi tiết thông tin qua hình ảnh Zalo Messenger cho quý vị anh chị em nhé. Và lời đầu tiên Tuấn Cương xin chúc toàn thể quý cô chú anh chị em của mình có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh cho Tuấn Cương nhé. Rồi bây giờ không mất thời gian nhiều của quý vị anh chị em nữa, Tuấn Cương sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị em những sản phẩm mới về và được giảm giá trong ngày hôm nay cho anh chị em. Bây giờ Tuấn Cương xin mời quý vị anh chị em theo chân Tuấn Cương từng xe một nhé. Rồi đây thưa quý vị anh chị em, camera đâu? Đây, con này cũng mới về đây. Bản này là bản 150. Bản này là bản 150 nhá anh chị em. Sản xuất và đăng ký cuối 2022, đi đúng 1000 km. Tiếp đến một con xe Vespa Prima Red Coupe. Đó, con này là bản Prima Red Coupe mới về sáng ngày 2020, cũng sẽ được báo giá trong cái buổi live ngày hôm nay. Rồi, và tiếp đến đây, con này là 2015 3VE còn dán keo, cũng vừa mới về xong chưa có rửa luôn anh chị em, cũng sẽ được báo giá trong buổi live ngày hôm nay. Và tiếp đến nữa là một sản phẩm siêu pop, siêu cao và siêu hot hiện nay, đó là Super GTS 150 đi 350 km, và cũng sẽ có báo giá cho anh chị em trong buổi live ngày hôm nay. Rồi, một sản phẩm nữa cũng không kém phần long trọng, một chiếc Vespa Primavera phiên bản cao cấp đèn led 2 tầng trước sau, đó, màu đỏ nhám. Rồi, cũng sẽ được báo giá cho anh chị em. Và đây thưa quý vị anh chị em, ở cái phân khúc tầm giá bình dân cho quý vị anh chị em lựa chọn, đó là những chiếc xe Vespa đèn vuông đủ màu nhá anh chị em, màu trắng viền mạ chrome và màu trắng đen sport, và một tông màu khá là hot hiện nay, và Tuấn Cương đã bán rất nhiều cái chiếc xe này rồi nhá. Một tuần Tuấn Cương bán tới 6-7 cái chiếc xe màu này. Đó, thì hôm nay Tuấn Cương lại tiếp tục về một con nữa, cũng sẽ báo giá trong cái buổi live ngày hôm nay cho quý vị anh chị em. Bây giờ Tuấn Cương không mất thời gian của quý vị anh chị em nữa, Tuấn Cương sẽ báo giá con đầu tiên cho anh chị em, lần lượt từ trong ra ngoài cho anh chị em. Đây, Tuấn Cương mời quý vị anh chị em theo chân Tuấn Cương. Đó, anh chị em like, share, đăng ký kênh cho Tuấn Cương nhé, để Tuấn Cương có những cái sản phẩm mới về thì Tuấn Cương sẽ lên sóng báo giá cho anh chị em. Rồi, đây camera, chiếc xe 150 lúc đầu Tuấn Cương nói đây anh chị em, một tông màu xanh nhám, và bản này là bản SI 150 Spring, mà đặc biệt là đi được 1900 km với tất cả những cái tính năng mới nhất hiện nay của dòng Vespa Spring. Và tất nhiên cái xe mới này thì các cái video clip nào Tuấn Cương cũng nói với quý vị anh chị em là đối với những cái dòng Vespa Spring đời cao này thì không cần review độ mới nữa. Và đặc biệt chiếc xe này đi có 1000 cây, hơn 1000 cây, cho nên là không cần review độ mới nữa. Và biển số thành phố, bao công chứng giấy tờ, hỗ trợ anh chị em sang tên đổi chủ, rút hồ sơ đi tất cả các vùng miền trên toàn quốc, toàn lãnh thổ Việt Nam luôn, mà giá cực kỳ ưu đãi cho anh chị em trong buổi live ngày hôm nay. 81 triệu 500, 81 triệu 500 là một chiếc xe không khác gì xe mới. Và trong khi đó thì xe mới bán tới 105 triệu quý vị anh chị em nhé, bản 150. Còn đối với bản 125 thì bán chỉ có 90 hoặc 88 triệu thôi. Còn bản 150 này mắc hơn rất là nhiều. Thì con này Tuấn Cương bán cho anh chị em với cái giá hơn 80 triệu một chút, là anh chị em tiết kiệm được 20 mấy triệu rồi. Đó là con đầu tiên quý vị anh chị em nhé. Đó, quan tâm, chia sẻ, ấn like và Tuấn Cương sẽ gửi thông tin cho anh chị em. Rồi, kế đến một chiếc xe Vespa Primavera. Bản này là bản du thuyền hay còn gọi là bản Jet Coupe. Thì bản này nó có rất nhiều cái điểm khác nhau giữa cái dòng Vespa Prima thường và cái dòng Vespa Jet Coupe này. Thì Tuấn Cương mời quý vị anh chị em có thể xem lại cái video clip Tuấn Cương làm rất kỹ so sánh hai cái dòng này với nhau tại kênh YouTube Xe Máy Tuấn Cương nha anh chị em. Và con này là đăng ký sản xuất năm 2020, giá bán cho anh chị em cực kỳ hợp lý, 57 triệu 500. 57 triệu 500 một sản phẩm Vespa Primavera phiên bản du thuyền hay là gọi là phiên bản Jet Coupe, với các cái điểm nhấn rất là đẹp và đặc trưng của dòng Vespa
Everest Cup, đó là VS3 Primavera. Báo công chứng giấy tờ cho anh chị em luôn nhé. Nhân tiện đây thì Tuấn Cương báo sơ qua lại cái con 2023 này cho anh chị em một chút. 800 km màu xám xi măng đi 800 km nhé. Có video clip tối hôm qua rồi nhưng mà nay tiện thì Tuấn Cương báo lại giá là 75.500.000, không khác gì một con xe mới, bảo hành tới 36 tháng cho anh chị em. Rồi, và tiếp đến nữa là một sản phẩm này mới về. Sản phẩm này thì ở phân khúc vừa tiền thôi, 34.500.000 đồng thôi. Thì con này là bán cho anh chị em là bao công chứng giấy tờ 2015. Đó, 3VE tiết kiệm xăng, giá bán là 34.500.000, đã bao gồm công chứng giấy tờ, hỗ trợ quý cô chú anh chị em rút hồ sơ tất cả các vùng miền luôn nhé. Đó, rồi. Và bây giờ Tuấn Cương đi vào một sản phẩm cao cấp hơn một chút, đó là chiếc xe Super GTS. Bản này là bản cao cấp nhất hiện nay và mới nhất hiện nay, chưa có bản nào mới hơn cái bản này quý cô chú anh chị em. Bản này là 150, màu đen nhám. Đó, xe một chủ, chính chủ từ đầu, mua mới đập thùng, còn đầy đủ tất cả các phụ kiện theo xe, hai khiến này, chìa khóa này, remote này, bảo hành tới 36 tháng nhá anh chị em. Và cũng không cần review độ mới cho quý cô chú anh chị em nữa. Đây anh chị em, xe là đi 300 km, 350 km. Đấy, xe là không khác gì một con xe ở trong hãng dắt ra. Và giá bán thì chênh nhau với xe mới rất là nhiều anh chị em nhé. Cái bản này là bản đã có cái remote này rồi quý vị anh chị em này. Đó, hai chìa khóa này, remote này. Đó, và dòng này thì bán là có bảo hành cho anh chị em, có sổ sách đàng hoàng. Và anh chị em có thể test xe, test hãng là cái sổ bảo hành này họ chưa có bảo hành lần nào, bởi vì 2000 cây mới bảo hành lần đầu. Mà chiếc xe này mới đi được có 300 mấy chục km thôi. Còn về giá thì Tuấn Cương bán cho anh chị em giá trình với xe mới khá nhiều, biển số thành phố luôn anh chị em nhé. Đây, quay qua sơ một vòng giá bán cho anh chị em chỉ có 97.500.000 thôi. 97.500.000. Và trong khi đó cái xe mới hôm nay anh chị em mua lăn bánh tại Sài Gòn này, Tuấn Cương bao cho anh chị em chỗ nào mà bán ưu đãi anh em nhất cũng phải là 133 triệu, còn chỗ nào bán không gọi là bán giá niêm yết là 135 triệu mới bao lăn bánh được anh chị em nhé. Mà con này là không khác gì một con xe mới. Anh chị em tìm bất cứ tất cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mà có một cái lỗi gì nhỏ xíu thôi thì Tuấn Cương sẽ tặng anh chị em chiếc xe này luôn. Bởi vì chiếc xe này là một chủ, chính chủ từ đầu luôn, mua là đăng ký và đi xe hơi không à. Còn xe này là gần như để trong chung cư không có đi. Chính vì thế Tuấn Cương bán là bao cho anh chị em, cam kết với quý cô chú anh chị em là không khác gì một con xe mới. Mà giá thì chênh nhau xe mới khá nhiều, 97 triệu, bao công chứng giấy tờ, hỗ trợ quý cô chú anh chị em rút hồ sơ sang tên đổi chủ toàn lãnh thổ Việt Nam nha anh chị em. Rồi, đó là con nữa. Và đây, tiếp theo đây quý vị cô chú anh chị em, một sản phẩm cũng rất là quen thuộc và cũng đã bán rất là nhiều trong cái thời gian qua, đó là chiếc Primavera phiên bản đèn LED 2 tầng trước sau. Đó, thắng ABS và một tông màu đỏ nhám kết hợp với những điểm nhấn viền đen. Thì với những cái bản cao cấp này thì anh chị em cũng đã biết rồi, động cơ iGas siêu tiết kiệm xăng và rất êm gọn nhẹ. Đấy, đầy đủ, xe là bao công chứng giấy tờ mà bao anh chị em rút hồ sơ sang tên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn nha anh chị em. Mà giá thì ưu đãi lắm, 51.500.000 thôi. Đó, xe đi được 8.000 km đúng không, 8.200 km, và bao cho anh chị em có thể test hãng hoặc là xài 24 tiếng miễn phí. Đấy, xài thử 24 tiếng miễn phí luôn anh chị em nhé. Thì đó là những cái con xe mà Tuấn Cương về trong ngày hôm nay. Tiếp đến nữa thì Tuấn Cương sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị em một số các cái sản phẩm xe VS3 đèn vuông mà cái phân khúc giá nó tầm tiền từ ba mấy, bốn mấy. Bởi vì trong cái tuần vừa rồi Tuấn Cương bán tới mười mấy chiếc xe màu này, cũng như cái mẫu đèn vuông mà ở cái phân khúc vừa ba mấy triệu này rồi. Thì chính vì thế hôm nay Tuấn Cương về thêm 3 sản phẩm nữa. Đấy, 3-4 sản phẩm nữa luôn đấy. Nhưng mà mới có 3 con này là đã sạch thì Tuấn Cương sẽ báo giá. Thì con đầu tiên Tuấn Cương bán cho anh chị em là một con màu vàng, design setup lại một tông màu vàng, một thương hiệu Dio rất nổi tiếng, đó là VS3 Spring. Và dòng này là VS3 Spring Zin 100% nhé. Còn anh chị em mua những cái dòng đèn tròn mà đầu đèn úp lên thì Tuấn Cương có giá rẻ hơn rất nhiều, ba mấy triệu thôi. Nhưng riêng với con này, đăng ký và sản xuất đúng đời, đúng VS3 Spring Zin, đó, chỉ design setup lại toàn bộ cái viền này theo cái thời trang Dio thôi. Thì bản này là bản 3VE tiết kiệm xăng,
biển số thành phố. Đây, cho anh chị em coi cái biển rất là dễ nhìn luôn anh chị em. Đấy, cái biển số đây. Cái biển số này là cái meca nó bẩn nhá. Anh chị em mua là Tuấn Cương sẽ thay cho anh chị em cái meca. Và chiếc xe này ấy, là bán cho anh chị em 44.500, bao công chứng rồi hỗ trợ cô chú anh chị em nếu có nhu cầu sang tên đổi chủ hoặc rút hồ sơ là có dịch vụ hỗ trợ cô chú anh chị em. Đó, đó là bản Vespa đèn vuông và 44.500. Và vừa để review xe vừa báo giá xe thì cũng là một cái video để cho anh chị em biết là Tuấn Cương có những cái sản phẩm đèn vuông mà anh chị em từng comment, từng hỏi Tuấn Cương sao lại có đèn vuông ba mấy triệu. Thì đây thưa quý cô chú anh chị em, một chiếc đèn vuông ba mấy triệu đây. Đó, con bên trong nhá, còn con này là Vespa Spring City thì nó cũng phải là tầm trên 40 cơ. Đó, thì đây Tuấn Cương sẽ có một con đèn vuông tầm ba mấy triệu cho anh chị em đây. Đây. Đây, con này là ba mấy triệu, anh chị em nhìn mấy con, ba con này nó có khác nhau đâu, đúng không? Không khác nhau. Nhưng bởi vì cái nhu cầu và những cái anh chị em thường xuyên hỏi Tuấn Cương là anh ơi tại sao có những cái Vespa đèn vuông anh bán có ba mấy mà có những cái chiếc xe đèn vuông mà anh bán tới bốn mấy. Thì đây. Đây và đây. Và đây là không khác gì nhau anh chị em. Nhưng con này và con này nó là dòng Vespa Spring City. Còn đây như con này là Vespa Prima úp đầu đèn của Spring. Thì như con này ấy, là Tuấn Cương bán cho anh chị em chỉ có 38.500.000 đồng, đã bao gồm công chứng giấy tờ và bao cho anh chị em xài, bao quay đầu, bảo hành máy 12 tháng, công chứng giấy tờ cho anh chị em. Và cũng biển số thành phố luôn anh chị em nhé. Biển số thành phố chính chủ từ đầu luôn. Biển số cũng rất là dễ nhìn, biển số Bình Thạnh. Và cũng đầy đủ các phụ kiện theo xe như cặp kiến này, chìa khóa này, hai chiếc. Thì anh chị em mua là Tuấn Cương sẽ hỗ trợ anh chị em công chứng mua bán sang tên đều được hết anh chị em. Đó, đó là con 38.500 này, 44.500 này. Còn con này là lại chỉ có 41.500 thôi, nhưng cũng Vespa đèn vuông zin. Anh chị em lưu ý một điều là nếu những cái dòng Vespa Spring zin như con này với con này là không có giá dưới 40 nhé. Nếu có giá dưới 40 thì xe nó rất là tệ hoặc là nó rất là xấu đi. Nhưng mà đã đẹp như thế này là phải trên 40. Còn đối với những cái dòng Vespa Primavera mà chỉ cần úp cái đầu đèn này nó giống y chang Spring rồi, thì nó ở phân khúc chỉ từ 33, 34, 35, 36, 37. Như con này là 38 triệu là bởi vì nó quá là đẹp, quá là xuất sắc. Và bán là bao cho anh chị em, xứng đáng đồng tiền cho anh chị em. Không bao giờ bán đồ cho anh chị em mà nó không hợp với cả cái túi tiền của anh chị em đâu. Đó là cái cam kết của Tuấn Cương nhá. Đó là ba cái sản phẩm ở cái phân khúc vừa tầm tiền bốn mấy, ba mấy cho anh chị em. Và tiếp đến Tuấn Cương giới thiệu tới quý cô chú anh chị em một siêu phẩm rất cao cấp hiện nay. Đây, một con xe Vespa 2022 đi 1.000 km. Bản này là bản sám ghi, thì con này là sản xuất và đăng ký 2022 thì nó không cần phải review độ mới nữa rồi anh chị em nhé. Đi có 1.000 km. Và như con này thì anh chị em cũng xài nguyên cuốn sổ bảo hành tới 36 tháng nữa. Đấy, thì con này là bán cho anh chị em là chỉ có 72.500 thôi. Biển số thành phố, bao công chứng giấy tờ. Còn con bên cạnh anh chị em đây cũng về lúc chiều đây. Thì con này á, là Vespa Spring phiên bản đen nhám nốt te với phân khúc giá là 65.500, đã bao gồm công chứng giấy tờ rồi. Thì con này là bản đen nhám nốt te quý vị anh chị em nhé. Đây, camera vào đây quay hai cái biển số này cho quý khách hàng tham khảo. Thì hai con này á, là nó giống nhau, nhưng con này là 2022, còn con này là 2020. Thì con này là rẻ hơn 65.500 mà phiên bản đen nhám nốt te. Còn con này là 2022 màu xám khi rất là đẹp, 72.500. Tất cả đều biển số thành phố, bao công chứng giấy tờ. Đó, hỗ trợ anh chị em sang tên đổi chủ rút hồ sơ. Và tất cả các cái chi phí phát sinh như bảo hành, bất cứ một cái gì về máy là Tuấn Cương sẽ có trách nhiệm cho cô chú anh chị em hết nhé. Đó, còn bên Tuấn Cương thì anh chị em biết rồi, chuyên về các cái dòng sản phẩm xe Vespa lướt lát như mới vậy. Thì quý vị anh chị em quan tâm thì để lại cái số điện thoại bên dưới phần bình luận cho Tuấn Cương nhé. Để Tuấn Cương có những cái bạn cộng tác viên sẽ kết nối thông tin, lấy cái số điện thoại hoặc là cái thông tin của quý cô chú anh chị em ở trên Zalo hoặc Messenger và gửi thông tin chi tiết qua Zalo hoặc Messenger cho quý vị anh chị em. Và đến đây thì cũng đã quá dài với một cái video clip. Bình thường Tuấn Cương làm chỉ có 15 phút hoặc 10 phút thôi. Hôm nay nó về khá nhiều xe cho nên là hơi mất thời gian của quý cô chú anh chị em. Rồi, một lần nữa Tuấn Cương cảm ơn tất cả sự theo dõi của quý cô chú anh chị em trên kênh YouTube, Facebook, Fanpage, Zalo. Một lần nữa Tuấn Cương xin chúc toàn thể quý cô chú anh chị em có một buổi cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và tràn ngập niềm yêu thương. Xin hãy
like, share, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Cương. Và đặc biệt những quý vị anh chị em nào mà ủng hộ Tuấn Cương ấy, thì vào kênh YouTube anh chị em ấn vào cái chuông, thì mỗi lần mà Tuấn Cương có những cái sản phẩm mới về hoặc Tuấn Cương lên like hoặc đăng video clip thì anh chị em sẽ nhận được thông báo. Đó là cái điều mà Tuấn Cương muốn cô chú anh chị em ủng hộ Tuấn Cương. Rồi, đến đây Tuấn Cương xin kết thúc và xin chào anh chị em, hẹn gặp lại anh chị em tại cửa hàng của Tuấn Cương. Xin chào.